Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Subway Surfers, let's go. Let's go. Oh, let's go. Thank you.
So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Scary Teacher 3D. Let's go. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Sao mà to ra rồi? Okay, let's go. Okay. Để ta làm lên tầng 2. Reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Okay, let's go. Prepare to be amazed. What is this? So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Chung kết video game 2. Let's go. Chị và cô gái là tiếp tục, sau đó thì sẽ nhảy xuống đây. Ha 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 ha
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Hello Slayer. Let's go. Ok, và mình sẽ đi theo quả bóng này. Nhảy lên trên máy nào của ông ta. Như mình thấy có nhiều số bạn thì lại nhặt những cái hộp, sau đó lại đặt vào đây, sau đó nhặt. Thì mình thấy nó hơi chậm. Cứ nhảy trực tiếp thôi thì sẽ nhảy được. Wow, chỗ này rất là vướng luôn. Ok, đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở cốt xeo thôi. Bạn phải đợi ông ta một chút, từ đó ông ta sẽ ra ngoài. Ông ta đang không biết đang bật máy gì đây, bật TV. Rồi mở cái này ra, sau đó thì mình sẽ treo lên trên này. Rồi, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ sẽ đột nhập tiếp vào bên trong. Tiếp tục là đi sâu vào trong. Này cửa chưa chặn ghế luôn. Giờ mình sẽ dập cái dao xuống. Let's go. Nào, let's go. Let's go.
дорогие, Бардоша лапывать на мой. Ok, chạy thôi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Mình sẽ chọn một nhân vật phản diện. Ok. Hey, Harley Quinn rồi. Một cái vật phản diện. Wow, let's go. Rất là nguy hiểm. Ok, giờ mình sẽ lại chọn một nhân vật trong Batman. Let's go. Rồi, đi luôn lên trên đây vào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Hotel Tiran. Let's go. Oh my god. Quả nhảy cuống năm nay bị chết. Không sao, mình sẽ cứu cô ta sống lại. Rồi, let's go. Qua luôn.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái nước tao. Mình sẽ chọn màu nào đây? Màu đen đi. Đang đu. Let's go. Đóng rồi. Một nhân vật đánh bom. Giáo của mình dài hơn nên mình sẽ không sợ. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Base Pack 2. Let's go. Rồi, sẽ đi mà. Nó tạt vào đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Tank Stars, Tank Hero, Up Studio. Tiến lại gần nào. Màu men. Bên này level 4 cơ. Wow, cao hơn mình 1 level. Nếu sao mình sẽ tiêu diệt anh ta. Cho anh ta về thế nào rồi. Đây, tự sát rồi.
Okay, let's go. Tiếp tục nào. Cũng level 4 luôn. Cái này không biết được trúng không, bởi vì quá là cao. Sử dụng đạn này đi. Khá là đau luôn. Oh my god, đi luôn. Chắc là chiều cuối cùng rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello Slayer, he and six. Let's go. Continue. Ở phần nhiệm vụ này các bạn phải đi nhặt 16 con thú bông. Sau đó thì sẽ cho vào trong cái giỏ. Ok, mình có 7 con rồi. Đây có gì không? Đây có một con. Đây cao quá rồi. Theo mình nghĩ thì lên là đặt cái gạch này. Đặt cái đá này vào kia. Ok. Có một con. Anh chàng nó biết đâu rồi. Oh my god. Thôi, mình sẽ nhảy lên đây. Cái chỗ này không nhảy được. Vậy thì mình sẽ nhảy sát vào đường men này. Chắc chắn là lên được. Ok. Rồi. Ở đây có hai chú luôn. Wow, bốn chú. Rồi, let's go. Rồi, lại bay thôi. Vì anh chàng kia đang leo mình sẽ bay lên trên nào. Không có gì. Đó các bạn cứ đi xong đó nhặt hết những con thú cho vào. Tất cả là 16 con. Và các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này. Và các bạn sẽ sang chapter 2.
số game. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Phải cúi xuống, ok. Nhiệm vụ này là phải cúi. Và cúi thì rất là khó nhiều. Rất nhanh luôn mà rất khó nhìn. Oh my god, một lần chết luôn, toàn thật. Wow, được một sao. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Thanks start, let's go. Chọn xe này đi, chọn xe này có khỏe không? Xe này đạn đầu tiên bắn xuyên tường. Được rồi, mình sẽ chuyển sang đạn khác. Oh, anh chàng này có vẻ muốn tự sát rồi. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.